Đây là Mão Thiệt mấy bọn nào. Mẹ mua của vàng bằng Mão Thiệt à? Chính là mọi thiệt. Đây chắc của đa số Mão Thiệt mấy của SGC. Cái đây của mẹ nó, cái hai chỉ này nó. À đâu. Đó là mọi thiệt. Còn có chỗ nó ấy nó mua của gì thì mọi thiệt. Thì quý sao? Của Đức Tín này. Đức Tín hai chỉ. Nhiều loại. Phải có giấy tờ. Đừng quay lên đấy, nó nhìn thấy quấy thì nó thì Con chỉ ấy thôi, lên thì kênh cưới YouTube nhà này thôi. tôi cưới được có vàng đấy, để ý Trời không. thật đến nhiều nhà này, nhiều nhà này cũng vì cái của đấy nó bắt đầu không biết. Cái kiềng này chắc rẻ hơn nhỉ. Kiềng này mẹ mua bao nhiêu? Cũng hai 20 cái triệu. gì hơn 20 triệu. Kiềng mà đắt thế à? Hơn 10 triệu chứ, sáu hai sáu không mua được 62, nhặt được cái một được ấy đấy sao. Để tôi thêm một cái đấy vào đây cho đỡ chặt. Cứ để cái đấy bỏ vào đi, Để bỏ bên cá ngoài, không, bỏ để cá được vào giữa mà rộng mẹ thoải mái, mở đây. này cho được cá vào giữa Kênh đấy. không Kênh không rộng quá mà. rồi mà. Đừng ấn. Kênh biết ngay. Thôi kênh đi. Thôi cũng được kệ.